Hướng dẫn mở thẻ và giải mã mod của Hamster Combat ngày 29 tháng 6. Xin chào anh em, đây là video tiếp nối chuỗi series mở thẻ và giải mã mod. Hôm nay Eric sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em cách tìm 3 thẻ bí ẩn và giải mã mod ngày 29 tháng 6 để kiếm 6 triệu xu thưởng. Xem ngay video để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ tìm 3 thẻ bí ẩn để kiếm 5 triệu xu. Anh em hãy bấm vào ô thẻ kết hợp hàng ngày để chuyển qua giao diện tìm thẻ nhé. Mình sẽ mở thẻ License Ethiopia đầu tiên. Thẻ này nằm ở trong mục Legal. Mở thẻ này thì mình tốn hơn 299.000 xu, xong thẻ đầu tiên. Hai thẻ tiếp theo sẽ nằm ở trong mục Special. Hai thẻ này mình mở rồi cho nên nó sẽ nằm ở trong mục thẻ của tôi. Đây, thẻ Pre-Market Lounge đây rồi. Thẻ này theo level hiện tại của mình thì nó khá đắt, cần hơn 3,7 triệu xu để mở. Mở xong thẻ thứ hai. Thẻ cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay là NFT Collection Lounge. Lướt xuống phía dưới một chút thì nó ở đây rồi. Thẻ này thì mình cần hơn 63.000 xu để mở. Hoàn thành xong 3 thẻ rồi, mình nhận được 5 triệu xu. Tuy nhiên vì thẻ Pre-Market Lounge khá đắt nên hôm nay mình tiêu tốn hơn 4 triệu để mở thẻ nên chỉ lãi được gần 1 triệu xu thôi. Level thẻ càng cao thì số xu dùng để mở thẻ càng nhiều. Vì vậy trước khi mở thẻ thì anh em nên kiểm tra các thẻ trước. Nếu số xu mở thẻ lớn hơn 5 triệu thì anh em nên cân nhắc việc mở thẻ để tránh lỗ xu nhé. Nhiệm vụ tiếp theo là giải mã mod. Để giải mã mod thì anh em hãy click vào ô mật mã hàng ngày. Giao diện mã mod sẽ hiện ra ở đây. Giải thích qua cho anh em một chút về cách giải mã mod thì đây là bảng mã mod. Bảng này có hai ký tự chính là chấm và gạch. Mỗi số và chữ cái trong bảng mã mod sẽ được mã hóa bằng chuỗi các ký tự chấm và gạch. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi tìm các từ khóa của dự án, sau đó gõ đúng từ khóa là kiếm được 1 triệu xu. Anh em phải tiến hành bấm vào con chuột này để gõ mã mod. Dấu chấm thì anh em bấm nhanh một cái, còn dấu gạch thì anh em bấm giữ vài giây. Mã mod của chúng ta ngày hôm nay là Ether. Chữ cái đầu tiên là E, anh em chỉ cần bấm nhanh một cái. Chữ cái thứ hai là T, cũng đơn giản bấm giữ một cái là được. Chữ cái thứ ba là H, chữ này thì anh em bấm 4 lần liên tiếp nhá. Chữ cái thứ tư là E, bấm nhanh một cái. Chữ cái cuối cùng là R, bấm nhanh một lần. Tiếp theo là bấm giữ và bấm nhanh thêm một lần nữa là xong. Hoàn thành xong mã mod rồi, mình nhận được 1 triệu xu. Mình đã hướng dẫn xong cho anh em cách kiếm 6 triệu xu ngày hôm nay rồi. Anh em hãy tranh thủ kiếm xu và chờ airdrop của dự án nhé. Thông tin về mã mod sẽ được Eric cập nhật thường xuyên ở trên kênh YouTube và group Telegram của Farm Trading. Anh em hãy đăng ký kênh và tham gia vào group Telegram của Farm Trading để cập nhật các thông tin hữu ích của kèo airdrop Hamster Combat cùng với các tin tức mới nhất của thị trường crypto nhé. Hy vọng video hữu ích với anh em. Nếu anh em gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện thì hãy comment ở bên dưới để admin giải đáp cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Ngày mai là chủ nhật thì mình sẽ không lên video hướng dẫn, chỉ cập nhật thông tin giải mã mod và tìm thẻ bí ẩn ở trong group Telegram. Mọi người có thể vào group để nhận thông tin. Ngày 1 tháng 7 thì mình sẽ lên video trở lại, nên hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ngày 1 tháng 7 nhé.